Đối với trường hợp mà bệnh ung thư máu mà thể M2, leucemi thể M2 thì đây cũng là một trong những thể bệnh leucemi cấp hay gặp mà hay còn gọi là và khi bệnh đã tái phát thì nên ghép tế bào gốc. Nếu mà điều kiện cho phép, cái điều kiện cho phép ở đây đó là tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, điều kiện kinh tế rồi là điều kiện điều trị của y tế cơ sở cũng như là các cái tìm được coi như là tế bào gốc để ghép. Tỷ lệ thành công thì phụ thuộc cũng vào nhiều yếu tố như là về chuyên môn thì là cái số lượng máu chuyển nhức đấy, hoặc là tỷ lệ tế bào gốc thu thập được, hoặc là toàn trạng bệnh nhân và cái sự dung nạp của bệnh nhân với cái phương pháp ghép tế bào gốc như thế nào. Và trong trường hợp này thì cái khuyến cáo là nên ghép đồng loài cùng huyết thống thì cái tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dạ vâng, xin mời.